Xin chào các bạn. Video này mình sẽ tổng hợp 3 chiếc Airbus A320 mà hãng hàng không Vietjet Air thuê từ hãng Freebus, một hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng Freebus này đang có 10 chiếc A320-200 trong đội bay. Và từng chiếc trong số này đều có đặc điểm nhận dạng riêng, đó là màu sắc trên đuôi đứng và wing deck của máy bay. Như chiếc này mang số đăng bạ là TC-FHP và màu sắc đặc trưng của nó là màu vàng. Tuy đã qua thời điểm Tết Nguyên đán được hơn một tháng, nhưng các chiếc máy bay thuê này vẫn đang tiếp tục bay cho hãng Vietjet Air. Có lẽ chúng sẽ bay thêm một thời gian nữa, bởi đội bay Airbus A321neo của hãng Vietjet Air đang phải tạm dừng bay để kiểm tra động cơ. Đây cũng là lần đầu tiên mình quay được chiếc A320 được sơn màu vàng này của hãng Freebird. Lần này thì hãng hàng không Vietjet Air thuê 3 chiếc máy bay của hãng Freebus. Ngoài ra thì hãng Vietjet còn thuê thêm máy bay của một số hãng hàng không khác. Các chiếc máy bay đó được sơn màu trắng hoàn toàn. Đây là chiếc A320-200 thứ hai mà hãng Vietjet Air thuê của hãng Freebird trong đợt này. Chiếc này mang đặc trưng màu sơn của đuôi đứng và winglet là màu đen xám. Số đăng bạ của chiếc này là TC-FBV. Và đây là chiếc máy bay thứ 3 trong đội bay Freebus mà hãng Vietjet Air thuê trong đợt này. Chiếc này mang màu sắc đặc trưng là màu xanh lá cây. Của chiếc máy bay này là TC-FHK. Có thể thấy bên cạnh số đăng bạ của máy bay là cờ của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A320-200 mang màu xanh lá cây của hãng Freebus. Đây là chiếc mình gặp nhiều nhất ở sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.